Ngày 22 tháng 5, đồng chí Lưu Minh Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trưởng Ban dân vận Tỉnh ủy cùng đoàn công tác của tỉnh và huyện Bắc Yên đã dự sinh hoạt thường kỳ với chi bộ bản Lùm Thượng A, Đảng bộ xã Bắc Ngà. Bản Lùm Thượng A có 147 hộ với 691 nhân khẩu, chi bộ có 23 đảng viên. Thu nhập của nhân dân trong bản tập trung chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, kết hợp chăn nuôi gia súc gia cầm. Sản xuất phụ thuộc nhiều vào thiên nhiên, Tại cuộc sinh hoạt, các đảng viên đã thảo luận về kết quả công tác tháng 5 của tri bộ, bàn về các giải pháp phát triển của chúng ưu tú để bồi dưỡng kết nạp đảng và các nhiệm vụ lãnh đạo nhân dân phát triển kinh tế xã hội. Phát biểu tại cuộc làm việc, đồng chí Lưu Minh Quân đã biểu dương và ghi nhận những kết quả tri bộ bản lườm thượng A đạt được trong thời gian qua. Đề nghị tri bộ tiếp tục phát huy tốt vai trò hạt nhân ở cơ sở, lãnh đạo nhân dân triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết của cấp trên, duy trì và nâng cao chất lượng sinh hoạt tăng cường quán trị các chỉ thị nghị quyết đến đảng viên làm tốt công tác phát triển đảng viên củng cố hoạt động của các tổ chức chính trị xã hội phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo có phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị ở địa phương